Theo đó, học sinh, học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục được nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng dịch COVID-19. Trước đó, Đại học Đà Nẵng cũng đã có văn bản thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23 tháng 2. Cùng ngày, thành phố Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng đã có thông báo cho học sinh, sinh viên đi học trở lại vào ngày 17 tháng 2. Tuy nhiên, sau khi có văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị này đã có văn bản thông báo cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học